everyone, my name is Hugh from You Speak English, and today we're gonna have a very special topic related to a very special season ahead, the Christmas season. Hôm nay chúng ta sẽ vào một chủ đề rất rất thú vị mà chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đã đến với lễ hội Giáng sinh rồi. Nên là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các từ vựng liên quan đến chủ đề này. Có rất nhiều các từ vựng, có thể các bạn đã biết, có thể các bạn chưa biết, nhưng mình sẽ bày cho các bạn cách phát âm các từ này một cách đúng nhất nhé. Từ đầu tiên liên quan tới Christmas. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn phát âm làm sao cho đúng chữ Christmas. Bởi vì rất nhiều bạn mình nghe các bạn phát âm là Christmas, có bạn phát âm là Christmas. Vậy từ này sẽ được phát âm như thế nào? Mọi người nhìn trên màn hình nhé. Âm đầu tiên nguyên âm là mi ngắn. E. E. Cre. Cre. Mọi người chu môi ra phía trước, bật ra sau của âm R. Cre. Chris. 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 Mus. Nhấn âm tiết số 1, hạ âm tiết số 2. Christmas. 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 Được chưa? Các bạn có thể phát âm từ này một mình nhé. Phát âm theo mình nào. Christmas. Christmas. Vậy từ vựng đầu tiên mà các bạn sẽ học đó là cây thông Giáng sinh. Cây dùng để trang trí Giáng sinh thì người ta sẽ gọi đó là gì? Christmas tree. Christmas tree. Christmas tree. Tree. Âm mi dài nhé. Tree. Các bạn nghe hàm răng ra như thế này để đọc. Christmas tree. Christmas tree. Christmas tree. Ok, chúng ta sẽ sang từ tiếp theo. Đó là từ dây đèn dùng để trang trí cây thông Noel, hoặc là trang trí ở trong nhà để đón Giáng sinh thì người ta sẽ gọi đó là fairy lights. Fairy lights. Fairy. Mọi người nhìn phiên âm nhé. Âm E. Fairy. Fairy. Fairy lights. Lights. Fairy lights. Những cái dây đèn trang trí thật là dài mà mọi người thường thấy vào những mùa Giáng sinh thì có rất nhiều nơi người ta bán để dùng để trang trí trong nhà. Fairy lights. Fairy lights. Chúng ta sang với từ tiếp theo. Một vật dụng được dùng để trang trí trên cây thông Noel mà thông thường được treo rất là nhiều trong cây thông Noel thì trái đó người ta hay gọi đó là trái châu. Trái châu, mọi người có thể xem ha. Đây là hình ảnh của trái châu. Vậy trái châu này được gọi như thế nào trong tiếng Anh? Nó được phát âm là bubble. 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 Nhìn phiên âm nhé. Âm O trước. B. B. B và ML chúng ta sẽ nâng lưỡi lên chạm nước của hàm răng trên. Bubble. Bubble. Trái châu. Chúng ta sang từ tiếp theo. Một từ khác để mô tả Christmas tree. Một vài nơi người ta sẽ sử dụng cây thông để trang trí. Vậy cây thông được gọi là gì? Pine. P-I-N. Pine. Pine. Từ tiếp theo đó là dây kim tuyến dùng để trang trí trên cây thông Noel hoặc là các vật dụng khác nhau vào mùa Noel thì từ này được gọi là gì? Tinsel. Tinsel. Mọi người nhìn phiên âm nhé. Tin. Tin. T và âm N. Tin. Sel. Sel. Nhớ âm tiết số 1, hạ âm tiết số 2. Tinsel. 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 Các dây kim tuyến để trang trí. Một từ tiếp theo nữa đó là từ các cái vật chung mà được dùng để trang trí như là trái châu hoặc là những cái được treo trên cây thông Noel thì người ta gọi chung đó là ornament. Ornament. Mọi người nhìn phiên âm nhé. Âm đầu tiên là âm O. 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 N. N. Ment. Ment. Nhớ âm tiết số 1 và hạ hai âm tiết còn lại. Ornament. 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 Từ tiếp theo đó là cái chuông. Mọi người sẽ thường thấy cái chuông được treo trên đỉnh của cây thông Noel. Bell. 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 Âm E và M L. Bell. Bell. Cái chuông.
bell. Từ tiếp theo đó là từ kẹo hình trái cây. Thường mọi người sẽ thấy loại kẹo này rất phổ biến ở các nước châu Âu, và mùa lễ Giáng sinh là mùa cực kỳ phổ mùa rất là lớn ở các nước châu Âu, thì thông thường người ta sẽ trang trí bằng những cây kẹo giống như hình cây gậy và có các cái sọc màu đỏ. Mọi người nhìn hình ảnh có thể thấy nó rất là quen. Thì cây cọc kẹo này được phát âm như thế nào? Candy, cane. Đầu tiên là ma bướm của từ can, d là mi dài phía sau. Candy, candy, cane, cane, candy, cane, candy, cane. Kẹo hình cái cây gậy, ok? Candy, cane. Chúng ta sang một từ tiếp theo nữa nha, là một cái vòng hoa treo ở cửa, mà thường đó là một cái vòng hoa dài như thế này để treo phía trước cửa, trang trí trong mùa Giáng sinh. Thì cái vòng hoa này được gọi là garland. Garland, âm hai chấm ở phía trước, gar, gar, âm ơ phía sau, lind, lind, garland, garland, garland. Và chúng ta sang một từ tiếp theo, nó liên quan đến ông già Noel. Đây là con vật kéo trên xe của ông già Noel đi. Đố mọi người đó là con gì? Đó là con tuần lộc. Vậy thì từ này sẽ được phát âm như thế nào? Mọi người xem phiên âm nha. Reindeer, reindeer. Âm e i, reindeer, reindeer, reindeer là con tuần lộc. Một từ nữa, ông già Noel hay còn được gọi là Father Christmas. Father Christmas, Father Christmas, âm a hai chấm, fa, fa, Father, Father Christmas, Christmas, Father Christmas, Father Christmas. Từ tiếp theo nữa đó là từ bài hát mừng vào dịp Giáng sinh. Bài hát này thì có nhiều bài hát, miễn là nó những bài hát được mừng vào đêm Giáng sinh, thì thường người ta sẽ gọi chung một từ, đó là carol. Carol, a bướm, a, carol, 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 carol. Một từ tiếp theo, một từ rất quen thuộc mà chúng ta thường sử dụng để tặng cho nhau vào đêm Giáng sinh, đó là Christmas card. Christmas card. Cái từ thiệp á, mọi người phát âm là a hai chấm, card. Christmas card là thiệp chúc mừng vào Giáng sinh. Vậy là chúng ta đã đi qua rất nhiều các từ vựng liên quan đến chủ đề Giáng sinh. Hy vọng với bốn từ vựng này mọi người có thể được sử dụng nó và học thuộc nó một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và nhớ là nhìn phiên âm để có thể phát âm đúng các từ này nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.